Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay thì cũng đã ngày mùng 2 Tết rồi. Vậy thì mình ra để mình kiểm tra xem thử cái cây hoa giấy vào cái dịp Tết như thế nào các bạn. Đó thì nhân dịp đầu xuân năm mới thì chúc các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe nha. Làm ăn năm nay thật nhiều thắng lợi. Đó, và mọi việc thì đạt được như cái mong muốn cũng như là cái mục tiêu đã đặt ra trong năm 2023 nha. Đây thì cái video này thì cái cây này thì trước Tết thì mình đã quay cho các bạn cách đây khoảng ngày 25 tháng Chạp. Đó thì hôm nay là ngày mùng 2 thì khoảng tầm 7 ngày. Đấy, 7 ngày thì cái hoa nó vẫn còn nguyên thế này các bạn. Đó, Tết năm nay là vẫn có hoa giấy Nhật để chơi các bạn nhé. Cái này thì mình trồng để mình chơi theo kiểu cái sở thích của mình thôi. Đó, mình uốn đường cong cong ở phía dưới này lên đấy, xoay xoay lên thế này thôi. Đó. Và cái hoa thì chủ yếu là nó tập trung ở phía phần ngọn đấy, có màu hồng các bạn nhé. Đấy, màu hồng. Đấy, cái này thì cũng ra hoa tương đối là lâu đấy, nhưng mà bây giờ thì nó vẫn giữ cái màu sắc vậy thôi các bạn, chứ thực ra là nó không còn rực rỡ được như cái như đợt trước nữa đấy. Tất nhiên là có một số bông thì nó vẫn mới nở ở đây nhé. À, không biết là các bạn Tết các bạn như thế nào. Đấy, chắc là thời điểm này thì mùng 2 Tết thì có một số bạn cũng đang đi chơi đó, hoặc là cũng bạn bè tập trung bạn bè rồi đi chúc Tết thầy cô gì đó, ví dụ như vậy. Đấy, hoặc là người thân thì hoặc những bạn xa quê thì hoặc là những bạn xa quê thì cũng đang hướng về cái quê hương của mình đến Tết, đúng không, ví dụ như thế. Đấy, thì Tết thì ở quê ở địa phương thì cũng chủ yếu là hai cái cảnh là hoa giấy với lại cái mai vàng các bạn nhé. Thì mình thuộc tỉnh Lâm Đồng của Tây Nguyên rồi, thì cũng như các clip trước chia sẻ các bạn thì có hai cái cảnh chính, đó là cây mai vàng và cây hoa giấy. Đấy, thì cây mà được ưa thích nhất thì vẫn là cây mai vàng. Đấy, tiếp theo là hoa giấy, nhưng mà hoa giấy thì cũng có nhiều loại. Ở địa phương mình thì họ bán hoa giấy Việt Nam cũng có này. Đó, rồi hoa giấy ngũ sắc đấy, hoa giấy tím, vân vân, rất là nhiều. Đấy, nhưng mà hoa giấy ngũ sắc thì vào cái dịp Tết là người ta bán vẫn nhiều và bán vẫn chảy các bạn ạ. Đấy, mình thấy là hoa giấy thì tầm đến ngày 29 họ đã bán gần hết rồi. Ngày 29 là người dân họ mua rất là mạnh luôn, thì một chậu bình thường, chậu nhỏ thì khoảng tầm 300. Đó, chậu lớn thì khoảng tầm 500 đến 600. Đó, cái chậu mà 500 thì đẹp lắm rồi các bạn nhé. Rồi, đầu xuân năm mới nhưng mà trời vẫn nắng các bạn. Lúc này là khoảng cũng khoảng gần hơn 4 giờ chiều một chút nhưng mà vẫn nắng đấy các bạn. À, cái hoa giấy thì sau khi ra hoa thì mình vẫn tiếp tục tưới nước đều đặn và bón phân các bạn nhé. Các bạn bón thêm phân để cho cây nó đủ sức, nó tiếp tục ra hoa hoặc là nó giữ cái hoa nó được lâu hơn. Đó, màu hoa nó sáng và nó bền hơn. Đó. Bởi vì là mình thấy thì có một số trường hợp, một số bạn thì sau khi chăm sóc hoa giấy ấy, và đến lúc nó đã ra hoa rồi thì lại chỉ có cái việc tưới nước nữa thôi, chứ ít khi bón phân bón đạm. Đó, thì cứ thấy hoa ra đẹp là mình cứ thưởng thức thôi chứ không bón thêm phân. Đó, thì trong thời điểm mà nó ra hoa thì các bạn có thể bón thêm cho cây một ít phân hữu cơ. Đấy, phân thêm phân đạm một chút. Đấy, thì cái hoa nó sẽ được lâu hơn. Và thường thường thì đối với hoa giấy thì mình thấy hoa giấy Nhật thì ra hoa thì mình thấy là thời gian ra hoa khoảng tầm 2 tháng các bạn nhé. 2 tháng thì hoa nó mới tàn, rất là lâu. Đấy, rất lâu. Vì cái màu hoa này đấy, mình chơi cái này thì khoảng ngày mùng 10 các bạn ạ. Hoa cái cây này chắc phải ngày mùng 10 tháng 1 thì âm lịch ấy, nó mới hết hoa được. Họ tầm tầm như thế. À, phía bên cây bên này các bạn này, cái cây bên này thì mình cũng đã trong clip trước thì có đã chia sẻ các bạn. Cái cây này thì trước Tết là mình có tỉa cành, nhưng mà cây này thì hiện tại là vẫn chưa có hoa bởi vì là nó còn bé, cây này đang còn bé các bạn ạ. Và cái lượng cành lá thì nó cũng chưa được nhiều.
Đó, thì hy vọng năm nay mình chăm sóc tốt thì có thể cuối năm nay nó lại có hoa nữa. Đấy, thì nói chung là Tết âm lịch hay Tết dương lịch thì các bạn chỉ cần một chậu cây hoa giấy thế là cũng tốt rồi các bạn. Một cây hoa giấy mà ra hoa thật nhiều, các bạn trưng thực hiên như thế là cũng tốt rồi. Chả, không không cần nhiều, nói chung là nhiều thì càng tốt thôi. Đó, nhưng mà nếu một chậu thì cũng đã rất là tốt rồi. À, nó tạo một cái không gian sáng rực rỡ. Đó, nó cái không khí Tết nó mình cảm giác là nó vui vẻ hơn. Đấy, ấm cúng hơn. Đây, cây bên này thì bắt đầu chớm chớm ra hoa các bạn này. Cây bên này thì nó không được khỏe lắm nhưng mà nó cũng đang chớm ra một số bông ở đây. Rồi thì nhân dịp đầu xuân năm mới thì cũng ngày mùng 2 Tết thì cũng rảnh rồi các bạn ạ. Nói chung là cũng chưa đi một số nơi thì tiếp tục ngày mùng 3, mùng 4 thì mình có đi chơi một số nơi nữa. Thì hôm nay cũng tranh thủ làm clip quay các bạn về cái cây hoa giấy ngày mùng 2 Tết. Đấy. Để chúng ta có một cái không khí Tết thôi để chia sẻ các bạn về cái đón Tết một cách thật là vui vẻ. Đó. Rồi, mình xin dừng video tại đây nhé. Một lần nữa thì nhân dịp đầu xuân năm mới thì cũng là ngày mùng 2 Tết thì chúc các bạn và gia đình một năm mới thật là dồi dào sức khỏe, một năm mới thật là nhiều thành công, đại thắng lợi trong công việc nhé. Rồi, nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn trong thời gian tới nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.